Ờ dạ nói chuyện thấp, ờ dạ hổn dễ sợ luôn á. Dạ em xin lỗi. Dạ xin lỗi mà không có thiện chí. Ờ, dạ em xin lỗi. Không có, không có thiện chí, nó nhấn vậy. Dạ em xin lỗi. Dạ em xin lỗi. Nó mới có thiện chí. Dạ em xin lỗi. Nào mình từ đại học đi ra mình giỏi. Ok, không nói gì hết. Nhưng trong vấn đề chúng ta giao tiếp ở ngoài, chúng ta nói chuyện với đối tác, chúng ta phải biết. Ví dụ như em không thể nào nói chuyện với đứa lớp 9 bằng những cái câu mà em học từ trường lớp ra được. Thì nó chỉ thể hiện em là cái người thích thể hiện. Vậy thì khi em là người thích thể hiện ra bên ngoài như vậy thì em mất những cơ hội học để đứa nít rồi. Hiểu chưa? Ví dụ như là đứa nít nó chạy cái tâm lên tao, nó nói đang chuyện cùng đi ấy. Trời ơi vậy cũng dễ thương nữa hả? Tức là mình, nhưng mình hòa với nó thì nó lại kể rồi. Chú không biết đâu ngàn qua đâu đánh con bá trời luôn. Thì nó lại kể cho em nghe những câu chuyện khác. Được chưa? Vậy thì cái đó gọi là cho nó cùng cái gì văn hóa nói chuyện nó quan trọng lắm. Nó cùng cái đề tài, đúng không? Đó nghĩa là cho nên thường thường ở trên trường thì sẽ dạy mình một cái kiểu khác và mình đang rất là giỏi những kiến thức đó. Nhưng mà hỏi thật cho em nè, cốt xin xin tan cô tan, em có đang làm gì không? Đúng chưa? Trung điểm là điểm nằm giữa hai điểm thẳng, chia đường thẳng nó làm ra hai điểm bằng nhau, người ta gọi là trung điểm. Hai mươi mấy năm về trước bây giờ còn thuộc đó. Nhưng đi ra ngoài, đi ra là thực tế, người ta đâu có lấy trung điểm đâu, người ta gọi là central. Thì người ta tự động hình dung central là lấy điểm giữa rồi đó. Lấy tim, được chưa? Vậy thì nó hoàn toàn là khác nhau. Hiểu nó không? Thì cho nên khi mà mình gọi là quan trọng nhất của một người để mà chúng ta thành công là cái sự ứng biến được với tình huống, ứng biến được với cái hoàn cảnh là quan trọng nhất. Tức là em sẽ rất là giỏi những điều đó, nhưng mà cái văn hóa giao tiếp nó cực kỳ quan trọng. Nó là cái người tạo cái sự thiện cảm, còn không sẽ mất đi cơ hội đó. Nếu bạn mà nói chuyện với em rất lâu, người ta rất là mến em, đẹp, rất là nhiệt tình, rất là dễ thương, rất là hòa đồng. Nhưng cái đó là bởi vì em moi gan, moi ruột, em rang làm cho nó thấy. Nó không đến từ cái sức hút mà người ta phải nói chuyện. Nhưng trong kinh doanh, cái người giỏi, cái người khi mà chỉ cần nói một câu thôi thì cái thần thái của họ làm cho người kia phải say đắm. Hiểu không? Muốn họ kéo cái quờ lên là kéo lên, mà muốn họ tuột cái quờ xuống là họ tuột cái quờ xuống. Thì người đó là người kinh doanh giỏi. Được chưa? Đó là cái thần thái nó quan trọng lắm. Còn nếu mà em giống như kiểu mà giống như là giống như khi mà ai chơi với tôi rồi sẽ biết tính tôi tốt bụng, cái điều đó hiển nhiên. Thì đương nhiên chơi với nhau rồi thì cảm thấy vui vẻ, thoải mái thì sẽ thấy em tốt. Thật sự bản chất em là người tốt. Nhưng mà em không phải là người tài. Người tài là người không cần chơi vẫn để người khác nể. Có bên chúa người ta không khỏi thấy nghe không? May phước cho ai không thấy mà tin. Người ta không thấy điều đó, người ta tin là họ người có phước. Hiểu không? Thì em chưa làm gì cho anh, nhưng cái thần thái của em, một hai câu nói của em làm anh tin em là con người tốt. Cái đó là quan trọng nhất, là xuất thần của người kinh doanh. Nhìn tưởng nó dễ thương thì mà cô tin con sẽ làm được cho gia đình cô. Đời cô có hai đứa con, tiền bạc không thiếu. Nhưng bởi vì khi cô nói chuyện với con, cô cảm nhận được điều đó, cô giao phó trách nhiệm cho con. Thì cái lòng tin của cô tin con, thì em có cạnh tranh về giá, em cũng không bao giờ đấu được với anh. Có thiếu tiền đâu mà cạnh tranh giá. Người ta cần cái lòng tin, hiểu chưa? Cái lòng tin đến từ cái gì? Bộ body xấu muối hả? Anh như con heo chứ body gì? Nhưng mà cách nói chuyện là người ta cảm thấy mát dạ, mát lòng, người ta tin tưởng. Hiểu chưa? Vậy thì khiêm tốn lại một chút. Đừng có tưởng 3-4 bằng đại học ra xô. Ngồi đó kim cương phải có áp lực, carbon, bỏ cái từ đó bây giờ. Ok không? Ok. Họ mà nói chân thành đó. Không phải diễn đâu, nên nói chân thành chỉ cho em đó. Đó là những kỹ năng trong cuộc sống, hiểu không? Yeah. Tắt đi.